Chào các bạn, ở đây mình đang có Selfie Stick. Selfie Stick là một cái cây gậy selfie của hãng MyPower, một cái hãng làm phụ kiện rất là nổi tiếng. Đây là cái hãng MyPower, thì nó tên là Selfie Stick. Stick là cái chữ stick, một cái cây gậy. Thì với cái cây gậy này á, thì MyPower họ nói rằng đây là cái cây gậy selfie đẹp nhất thế giới. Và tại vì sao họ nói như vậy? Tại vì cái thiết kế của nó rất là nhỏ gọn và trông rất là thời trang. Nó không giống như những cái gậy mà các bạn vẫn thấy trên thị trường, tức là cầm lên là biết nó là ngay là gậy selfie. Cái này thì không phải, cái này nó giống như một cái món đồ trang trí nhiều hơn. Ở bên trong hộp của nó sẽ có một số những phụ kiện đi kèm. Đó, các bạn thấy là một cái gậy selfie thôi mà họ đóng gói rất là kỹ càng và rất là chắc chẽ. Đó, chỉ có như vậy thôi. Cái hộp của nó chỉ bao gồm có cái món này thôi, không có phụ kiện nhiều cả. Để mình xem ở trong này. Ở đây thì mình nghĩ là do nó sử dụng Bluetooth cho nên nó cũng sẽ có một cái sợi dây nào đó để đi kèm, để sạc bên trong. Đó, đây là cái sợi dây micro USB đi kèm, cùng với đó là một cái túi. Thì cái túi này các bạn sẽ bỏ cái cây gậy này vào bên trong để mình cất giữ, tại vì cái dạng nhựa này là nhựa bóng và nó khá là dễ trầy nếu như các bạn không bảo quản kỹ. Tuy nhiên nếu mà các bạn bảo quản kỹ thì cây gậy này nó thật sự rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ đưa mấy cái này qua một bên và giới thiệu với các bạn kỹ hơn về cái cây gậy. Thì cái MyPower Selfie Stick nó là một cái cây gậy rất là đẹp, và nếu mà các bạn nhìn sơ qua các bạn sẽ không thấy và không biết được nó là một cây gậy selfie đâu. Ở phía bên dưới này chúng ta có một cái cổng, thì cổng này được đậy lại bằng một cái nắp cao su, và khi các bạn mở ra có một cái cổng micro USB ở bên trong để các bạn có thể sạc cho cái nguồn pin bên trong. Nguồn pin của nó rất là nhỏ, để nó chủ yếu là để sử dụng cho cái việc truyền tải tín hiệu, bấm cái nút này và nó sẽ chụp selfie. Các bạn muốn mở cái cây gậy này lên, nắm cái đầu dây này, cái đầu dây này là bằng da rất là đẹp, giống như cái dây của cắt tên vậy, kéo lên và lúc đó các bạn sẽ thấy được lộ bên trong là một cái phần khung làm bằng nhôm rất là đẹp. Nhôm này là nhôm nhám và nó không có dễ bị trầy đâu, chỉ có lớp vỏ bên ngoài của nó làm bằng nhựa bóng. Thì nhựa bóng các bạn phải giữ kỹ một tí, mặc dù nó rất là đẹp nhưng mà các bạn phải giữ kỹ. Thì cái chiều dài của nó vào khoảng 40, hơn 40 một tí, kể cả cái phần đầu trên này. Thì cái phần đầu trên này là một trong những cái điểm mà mình đánh giá rất là cao trên cái cây gậy Selfie Stick này của MyPower. Đó là khi mà các bạn mở ra như thế này rồi các bạn gắn cái điện thoại vào, nó không có bị ảnh hưởng đến cái quá trình mà các bạn sử dụng. Đó, nó rất là nhỏ gọn và cái đầu này cũng rất là chắc, kể cả cái cây này cũng rất là chắc luôn. Mình cầm, mình thử, mình rung tay khi mình chụp nhưng mà nó vẫn không có bị rung cái bức ảnh của mình. Và đây là một trong những điểm mình rất là thích trên cái cây MyPower này. Ngoài ra thì cái công dụng của những cái cây selfie này nó còn làm nhiều hơn thế. Thì thông thường với những cái cây selfie khác thì các bạn sẽ phải có một cái đầu gắn ở phía bên ngoài này và nó ảnh hưởng rất là nhiều, nó lẹm vào phía trong màn hình này. Khi mà các bạn mở điện thoại lên thế này các bạn xem thì nó sẽ bị lẹm vào bên trong và lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái thị giác, mặc dù nó không nhiều nhưng mà nó vẫn cảm, nó tạo cho chúng ta cái cảm giác khó chịu. Thì cái cây này nó không có như vậy. Cái phần bám của nó ở phía bên ngoài mặc dù bám rất chắc nhưng mà nó lại rất là nhỏ và nó không ảnh hưởng tới cái viền màn hình bên trong, nó không ảnh hưởng tới màn hình. Và các bạn có thể để như thế này, chúng ta kẹp vào một cái gối, buổi tối chúng ta xem phim hay là xem chương trình truyền hình ở trên điện thoại vẫn được và nó vẫn hợp lý. Đó là đây một trong những cái điểm mà mình đánh giá rất là cao trên cái Selfie Stick này của MyPower. Thì do có cái đặc điểm cấu tạo rất là đẹp mắt về cái thiết kế bên ngoài cũng như cái độ nhỏ gọn của nó và cái độ thời trang của nó giống như một món đồ thời trang mà các bạn có thể kẹp lên trên giỏ hoặc là ba lô để các bạn có thể đi học hoặc là đi chơi. Thì mức giá của nó cũng khá cao, vào khoảng 690.000. 690.000 cho một cái cây gậy selfie thực sự là khá cao. Tuy nhiên nếu đánh đổi về chất lượng hoàn thiện cũng như là cái thiết kế của nó thì mình nghĩ là mức giá này cũng vừa tầm với những một sản phẩm như thế này. Thì ai cũng có nhu cầu selfie và gần như ai cũng có một cái gậy selfie từ vài chục ngàn cho đến 100-200 ngàn. Tuy nhiên 690.000 là một cái mức giá mà các bạn sẽ phải suy nghĩ để mua một cái gậy selfie. Tuy nhiên đối với mình thì cái cây gậy này ngoài cái thiết kế, ngoài cái sự gia công và là cái mức độ hoàn thiện và thời trang của nó cũng là những cái điểm nhấn mà mình tin là các bạn sẽ chọn để cho nó tạo ra một cái trào lưu sử dụng những cây gậy selfie với chất lượng tốt hơn khá là nhiều so với những cây gậy trôi nổi trên thị trường.
Và thông tin chi tiết khác về selfie stick của MyPal đã có trên website mobile.vn. Và phía bên dưới phần description là mình có cái thông tin về cái selfie stick này. Các bạn có thể click vào đó để xem thêm. Còn bây giờ xin chào và hẹn các bạn trong những video cùng ngày sau.